xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam thân mến, Phong Điệp là một nhà văn có sáng tác từ khi còn ít tuổi, và càng trưởng thành, Phong Điệp càng chứng tỏ sức viết dày dặn, bền bỉ. Chỉ trong vòng 12 năm, Phong Điệp đã cho ra đời tới 13 tập sách, bao gồm truyện ngắn, tiểu thuyết, bút ký, tản văn, vân vân. Văn của Phong Điệp cũng giống như bản tính con người chị, nhẹ nhàng, tinh tế, sâu sắc và đầy trải nghiệm tuy nhiên mới đây dường như phong điệp đang bắt đầu có sự thay đổi trong đối viết với phong cách sắc sảo mạnh mẽ và gai góc hơn liệu sự đổi thay ấy có mang tới cho bạn đọc những hứng thú và sức hấp dẫn mới hay không trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của đài tiếng nói việt nam chúng tôi gửi tới các bạn truyện ngắn tàn cho của nhà văn phong điệp được viết theo phong cách mới này mời các bạn cùng nghe Người trước bước người sau không thấy lối Hơi thở thào thào qua gáy mà không thấy người Đàn bà con gái đừng qua nơi ấy Dốc mù có mắt như mù Dân thị trấn bạc Người già vừa phì phà giết thuốc Vừa thổi chuyện sang tay nhau Đám bàn bà con gái cả ngày mệt phờ Tước lanh kéo sợi Tối về vẫn xuống túi kể cho nhau nghe chuyện dốc mù Nghe xong thì mất ngủ tiếng thở dài lẫn trong tiếng gió vi vút quất ngoài liếp cửa. Giấc mồ, giấc mồ, nghe mãi kể mãi mà vẫn thấy hoang mang mịt mùng. Những câu chuyện tam sao thất bàn từ đời này sang đời khác, thực hư thế nào không ai biết nhưng ai cũng tin. Dân thị trấn bạc, không ai không biết bí mật giấc mồ. Người già dặn con trẻ, chuyện này tuyệt đối không được nói với người ngoài kèo hồn cô về trả thù đó bí mật từ tai sang tai từ miệng sang miệng truyền từ đời này sang đời khác hằn sâu hơn vết dao chém vào đá lan nhanh hơn cả gió lốc gió mang bụi bụi xót con ngươi bụi làm ứa nước mắt bí mật cũng dễ làm người ta say như say rượu rượu thì không ai uống một mình rượu vào thì lời ra dần dà bí mật lộ cả ra với người ngoài nhất là khi du lịch. Trong cơn khác chinh phục những mảnh đất còn hoang sơ và chứa nhiều huyền tích đã kéo đến đất này cấp tập hơn cả lũ quét. Cũng chẳng ai ngờ được, ban đầu chỉ là xăm ba đám người lầm lũi phi vào chợ thị trấn bằng những chiếc xe máy biển số 29 đặc quánh bùn đất, máy ảnh chớp lia lịa dân thị trấn sống mặt sau hai bàn tay he hé mắt nhìn qua khẽ tay để xem những chiếc máy ảnh loang loáng chớp đèn trăng hiểu mô tê gì chợ thị trấn mái rêu xanh gì có gì mà chụp phản thịt thì đầy nhặng có gì mà chụp chó lè lưỡi liếm tiệu tràn trên đất có gì mà chụp con dốc rắc đầy phân ngựa có gì mà chụp Vậy mà hết đám này đi đám khác lại đến, chỉ trò trầm trồ mắt tròn mắt xẹt, máy ảnh bấm như súng liên thanh. Liên biên cả năm trời như thế thì thị trấn bắt đầu có những đổi thay. Khách sạn đầu tiên của thị trấn mọc lên ngay chợ trung tâm có tên là Hoa Đỗ Quyên. Dân thị trấn bạc trụm miệng cười thầm. Hoa Đỗ Quyên trên này có gì đáng gì mà người ta lại dùng để đặt tên cho cả một cái khách sạn bóng láng như gương vậy? hoa đỗ quyên chỉ hợp nở trên núi, nở giữa mây thôi. Đặt tên tầm thường thế, làm ăn không khéo thì lụi bại. ấy vậy mà vừa khai trương ít lâu, khách sạn hoa đỗ quyên, người xa kẻ vào tấp nập, mà toàn những người, đàn bà tìm mặt hoa xa phấn, đàn ông thì thuốc lá chỉ bập bập non nửa đã ném xuống đất. Nói chuyện, cứ ba câu lại xì xồ, nâu no, yes, yes sau hoa đỗ quyên một loạt khách sạn khác mọc lên nhiều quá nên người thị trấn bạc nhớ mỗi hoa đỗ quyên bây giờ thì dân thị trấn chả ai giấu mặt sau hai lòng bàn tay nữa ngày cuối tuần các khách sạn của thị trấn nêm chặt người dân thị trấn bạc nhanh chóng tìm thấy cơ hội hốt tiền lập tức giống người nhà vào một góc còn lại cơi nới phòng ốc mở cửa hàng tắm lá thuốc, mát xa bấm huyệt, bán đồ lưu niệm, bán các đặc sản rừng hoặc cho khách ở theo mô hình homestay. Khách dưới xuôi lên như bị dẫn dụ, trăm người như một, ai cũng phải cố đến dốc mù một lần cho biết. Đến ban ngày nhìn con dốc vần vũ khói xương hoang lạnh cô liêu giữa đỉnh trời vẫn chưa thỏa chí tò mò. Phải đến vào lúc tối khuya gió phà buốt lạnh thái dương, gió rào rào chân dốc như tiếng xe khách rồ máy đổ đèo. Gió rền sĩ vút qua khe núi hẹp như tiếng người ai oán khóc than. Giờ ấy xe ôm không ai dám đi, khách xuôi dắt xíu nhau đi trong mù mịt xương xăng. Thẳng hướng dốc mù, hoang mang, phấn khích, tò mò, hồi hộp. Vì những chuyện tình lãng mạn được theo dệt vì một bí mật không rõ thực hư được truyền tai nhau về một cô gái cứ nửa đêm về sáng ngồi rũ tóc khóc than về những người bị mất tích ở giấc mù có thật là giấc mù có mắt như mù không không ai biết giấc mù vĩnh viễn là một bí ẩn linh và chị đào chị tuyết thì chẳng sợ khi đất thị trấn sắn ra tiền triệu ba chị em chẳng đủ tiền thuê mặt bằng chỗ chợ trung tâm mà dọc thị trấn đường ngang lối tắt nào cũng ê hề quán hàng kiếm sống hàng ngày càng khó không kiếm được tiền thì con mình nó cạp đất mà ăn nè à. một hôm khi ba chị em ngồi đan áo linh rủ hay là mình lên dốc mồ đi hai chị trợn tròn mắt đồng thanh điên nè à. linh ngồi nín thinh cuộn len rơi xuống đất lăn vào gầm ghế chạy tọt vào góc giường linh chạy theo nhặt lên Gầm xương đầy đầu màu thuốc lá, Linh nhìn thấy cả cái đồng hồ quân tặng Linh hồi gặp nhau dưới phố, nghe đâu, quân phải mua cả tiền triệu. Lần trước trong lúc bí tiền quá, Linh truy hỏi chồng mãi nhưng không tìm thấy, hóa ra là nó nằm ở đây, dưới cái ổ của chồng Linh. Thứ quà tặng đắt tiền duy nhất quân tặng Linh suốt cuộc, cũng chỉ là thứ nằm vật vạ để cho bội phổ, lúc cần thì trà tìm thấy lúc thấy thì cũng vô giá trị. Chồng Linh đi thì chớ, về nhà là chui vào cái ổ này. Khói thuốc phả nghi ngút như đầu tàu hỏa lông ngày chưa thay dầu. Mắt dán vào màn hình, đèn game online bật sáng xanh lè như mắt mèo. Bùm bùm chiếu chiếu, ba ngày không cần ăn, không cần uống, chỉ cần bùm bùm chiếu chiếu là được. Lúc chuẩn bị lấy nhau, Thấy cả hai đứa không nghề ngỗng, mẹ Linh đã giết lên rồi chửi. Còn ngu, mày không nghe tao thì mặc xác mày. Mặc xác thì mặc xác, Linh chả cần quan tâm. Yêu là lấy. quen nhau ba tháng đã thấy không thể sống thiếu nhau. Linh đẹp gái nhất thị trấn bạc, xứng đôi vừa lứa với Linh chỉ có quân. Đám con trai thị trấn tiếc hồi hội nhưng không thể không công nhận điều ấy. Quần cao mét tám, mặt mũi thư sinh, lúc nào cũng sơ mi sắc trong quần, đẹp như tài tử Hàn Quốc. Quân lại chịu bỏ đô thị náo nhiệt lên thị trấn này với Linh, đủ thấy tình yêu quân dành cho Linh mãnh liệt đến chừng nào. Thực ra còn người nữa phải kể đến là Sàng. Sàng người nhỏ thó đen như của ấu, cả năm chỉ dám đứng đầu dốc chợ thị trấn, ngày ngày nhìn Linh đi qua. Sàng chẳng nói chẳng rằng, hôm nào thấy Linh vui là Sàng vui thế mặt linh u ám là cả ngày hôm ấy sàng như đi đón đám ma của chính mình linh đi chợ chơi mất túi chỉ mình sàng tìm được túi cho linh tìm được cũng chẳng dám giáp mặt đưa túi mà treo ngoài cửa nhà linh lúc linh lấy chồng sàng ốm mất một tháng chuyện ấy thì chỉ mình sàng biết chỉ mình mình biết thì cũng coi như chẳng ai thèm quan tâm đến làm gì Mẹ Linh thì chỉ tiếc là mình không chết đi được. Bà cay đắng nhìn con gái xoắn lấy thằng của nợ kia từ sáng tới tối, mắt cứ rừng rực như lửa. sành lúc nào là lén lén lút lút, hẹn nhau ra rừng tống quá sổ. Tối nào nó về được đến nhà cũng rực nước cái mùi con đực trên người. Thế là hỏng rồi, mắt mù thì làm sao còn nhìn thấy đường mà đi nữa hả trời trước khi lấy chồng linh vô lo vô nghĩ mẹ cho xuống thành phố học nghề học xong chưa thích đi làm thì mẹ lại lôi về cửa hàng bán đồ souvenir cho dân du lịch để phụ mẹ lương tháng trà đàng hoàng cứ chịu khó chăm chỉ làm ăn đến lúc cứng cáp nếu thích mẹ sẽ mở cho cửa hàng riêng nhà khác có mơ cũng chẳng được mọi sự đang yên ả à thì Linh đùng đùng đòi lấy cái thằng ngoài cái vẻ ngoài bảnh bao, ngoài cái bản năng con đực hừng hực, còn lại chẳng có cái gì đáng để tin tưởng cả. Kinh nghiệm của người từng trài, bà biết cái thằng lưng dài như lưng vượn ấy thì chỉ là ngữ ăn không ngồi rồi làm khổ con gái bà. Bà mắng, bà chửi, nó vẫn cứ chơi chơi, lòng dạ nó vẫn đề cả ở cái chỗ cái thằng người vượn kia rồi thế thì nó đừng cầu viện gì đến mẹ nữa. Mẹ ngu dại đã lấy thằng chồng bất tài. Giờ mẹ nhìn con lặp lại vết xe đổ, khác gì sát lá han vào dạ. Lo cho con lấy chồng xong, mẹ cho Linh cái nhà cũ của ông bà đủ chỗ chui xa chui vào, còn lại cắt bỏ hoàn toàn trợ cấp. Mà Linh cũng đừng mơ vác mặt đến cửa hàng của mẹ mà xin sỏ nữa. Nhìn nhau chỉ càng khó chịu tốt nhất là đường ai nấy đi chúng mày giỏi sang thì tự kiếm tiền mà nuôi nhau kiếm tiền thì kiếm tiền linh chả ngại xấu chả ngại khổ gái có chồng thì còn gì mà phải tiếc nữa đây linh sắm chậu than ngồi đầu đường tối tối linh ngồi quạt ngô chồng ở nhà bùm bùm chiếu chiếu đợi vợ về Vợ về chưa kịp lau bụi than lem lem trên mặt, chồng đã ngửa vật ra dài đen. Hì hục như chó gặm xương, chả cần biết đến cái cảm xúc của khúc xương mình đang vần vò nó như thế nào. Kết quả của những lần xài đen là hai năm hai đứa con, một đứa đựu lưng, một đứa kê ghế ngồi bên cạnh nhìn mẹ quạt ngô, bố thì vẫn ở nhà bùm bùm, chiếu chiếu. Con thì mỗi ngày mỗi lớn, tiền tiêu mỗi ngày mỗi nhiều, chỗ Linh ngồi quạt ngô, giờ thành phố nướng. Ngày trước mỗi tối Linh bán được cả bao tải ngô, giờ ngô quạt đi quạt lại chỉ bán được vài chục bắp. Còn khóc nhèo nhèo vì đói, Linh chưa kịp kể lể với ai, hàng xóm đã mắt mẹ Linh. Bà phi xe ra tận chỗ Linh bán ngô, chằm chằm nhìn con chẳng nói chẳng rằng bò về. Đêm ngủ vật vã khóc không thành tiếng. Mày đã sáng mắt ra chưa con? tình cảnh của chị đào chị tuyết chẳng khá hơn linh hàng dọn ra rồi lại ngán ngầm dọn về kéo dài mãi cảnh này mấy chị em không ngả nón ăn xin thì cũng ngả phản làm điếm giấc mồ khách nhiều ba chị em mình tha hồ mà bán nhặt lại được cuộn len lem luốc bụi bặm và tàn thuốc lá linh mạnh dạn dù thêm lần nữa sợ đếch gì chị nào tặc lưỡi phẩy tay sống chết có số. Kể từ bữa ấy, quán nướng dốc mù của ba chị em Linh Đào Tuyết ra đời. Chập tối là sương mù ùa về kín đặc, bóng đèn cao áp khê vàng chỉ càng làm thêm cho sương mù đặc sánh lại. Ba chị em ý ới đúng giờ ấy, điểm xanh đầu dốc hỏi nhau dựng lều dựng bạt. Quan trọng nhất là tám cái cọc trụ phải chắc chắn. Bạt tung xa, quây kín ba bề bốn bên chắn gió chắn mưa bàn ghế bầy xa lửa nhăn lên bập bùng mùi ngô nướng thơm xôn xao xua đi cái lạnh lẽo liêu trai trên đỉnh giấc mồ khách du lịch còn lũ lượt lên giấc mồ thì chị em linh còn đất làm ăn linh chỉ khác chị đào chị tuyết ở đoạn mời khách hai chị đon đà bao nhiêu thì linh lặng lẽ bấy nhiêu Cả tối, từ lúc sắp được hàng, nhen được lửa, Linh chỉ cắm mặt vào chậu than rừng rực cháy. Lửa tàn thì trên than mới, gió tạt thì che chắn cho than khỏi lụi. Khách vào, tự kéo ghế ngồi, muốn ăn gì thì Linh làm. Trà cười trà nói, có người tưởng Linh bị câm, Linh trà thanh minh. Có khi câm được, điếc được, còn đỡ khổ hơn. Chậu than của quán Linh lúc nào cũng đượm lửa nhất lửa bén đều không bốc cao làm khoét đồ ăn, không lưu siêu dễ bị xó tạt tắt. Đồ ăn của Linh cũng xếp ngay ngắn nhất, trứng nướng, thịt nướng, khoai nướng, xôi nướng, cái gì cũng nóng hôi hổi. Khách xa tới thường không chịu được khí hậu xứ này, nước nóng vừa nhấp đầu môi, vào trong bụng đã nghe lạnh ngắt. Xôi nướng ăn mãi không thấy no, trứng nướng ăn mãi vẫn thấy thiêu thiếu, thiếu giá lạnh làm cho chân tay run rẩy trai gái ngồi cạnh nhau choàng tay qua nhau vẫn thấy buôn buốt cảm giác thèm được sưởi ấm nếu khách lại được ngồi chung bên một bếp lửa nghe tiếng lửa liếm than ràn rạt cảm nhận được những sóng lửa tòa nhiệt nhẫn nại bền bỉ bề sữa đỉnh giấc mồ quần quật gió linh mới hai mươi linh cũng thèm lửa quán của linh kẹp sữa quán của chị đào và chị tuyết Vậy mà lúc nào Linh cũng phớp phòm cảm giác mình có thể bị xó quấn thấp đi bất cứ lúc nào. Lúc nào cũng cảm giác trên trao như người không trọng lượng. Phía sau quán là vực, phía trước quán là ngã ba. Ngã ba đặc sánh sương mồ và bung vãi gió. Linh chỉ dám nhìn vào lửa, thấy lửa còn ấm là mình còn sống. Quán hàng ba chị em liền nhau, nhưng hàng chị đào lúc nào cũng đắt hàng nhất. Chị có tướng đàn ông có khiếu hài hước, khách vào ăn hàng túng xó lại vì lạnh, vì gió thấp. Nhưng chỉ một lúc là lăn lóc ngồi cười, cười chảy cả nước mắt, cười toát cả mồ hôi tóc, chả còn thấy lạnh đâu. Đi ngồi bên cạnh, nướng đồ giúp chị bán hàng. Mặt chúi vào lửa, nghe khách cười mãi như trẻ con vào cơn hờn khóc không đến được. Lòng giật mình tự hỏi, sao mình không cười được ta? Linh kiệm lời nên khách vào cũng ít hơn. Nhưng chả hôm nào Linh sợ ế ẩm vì có chị đào chị tuyết xuống vào bán hộ. Dưa chuột củ đậu hàng chị vẫn còn, nhưng chị vẫn luôn mồm sục Linh gọt bê sang cho khách bên ấy, vì hàng của em nó tươi hơn. Linh chưa bao giờ nói cảm ơn chị đào chị tuyết. Khi đã thân nhau tới một độ nhất định, lời cảm ơn có khi lại làm cho người khác vật ý buổi đầu dựng quán ở dốc mù chị đào đã tuyên bố khách vào quán dốc mù là khách chung không tụ vào nhau thì trụ làm sao được ở cái con dốc khắc nghiệt này lúc nào ba chị em cũng cùng đợi nhau hết khách rồi mới dọn hàng về chị tuyết chị đào lúc nào cũng có chồng đến dọn hàng cùng ban đầu lúc nào mấy anh chị cũng xúm vào giúp linh vừa giúp vừa mắng cái thằng chồng đẹp mã chỉ giỏi bùm bùm chiếu chiếu vô trách nhiệm với vợ con vừa giúp vừa xót xa con em giờ rỡ như hoa đỗ quyên mà phận mỏng duyên ôi. Nghe mãi nghe mãi, Linh thấy mình giống như bát cháo bắt đầu vữa ôi ra rồi. Cháo vữa mà vẫn phải cho lên miệng mà nuốt mà cười. Để khỏi phải nuốt cháo vữa, Linh thường mượn cớ ở lại kiếm chút khách vét để về sau. Đợi hai cặp vợ chồng dồn sang chở nhau về cuối sấp, Linh mới đứng dậy lụi cụi thu dọn một mình một lần như thế sàng đột ngột xuất hiện như chui từ lòng núi mà lên mặt mũi chân tay xám ngoét chỉ có con mắt là đỏ rừng rực như lửa sàng chẳng nói chẳng rằng dỡ mái tre quấn bạt xếp gọn lại một đống linh chẳng nói chẳng rằng buộc hàng vào sau xe phăng phăng lao xuống dốc mặc sàng ở lại như không hề quen biết chuyện không ai hay chỉ biết tuần sau Linh bị chồng rồi cạp phích nước sôi vào người. May mà nước đun từ hôm trước nên Linh chỉ nghỉ mất vài buổi hàng để ở nhà bôi thuốc. Từ đấy, sàng biến mất hẳn cuộc đời Linh không tâm tích. Trời càng về khuya, sương càng giá buốt, mù nặng thành mưa. Mưa quất chiu chít vào da thịt Linh rát như phải bỏng. Bỏng thì cũng phải dọn quán cho xong, linh lưu xiêu tháo dây quấn bạc bạc thấm xó thấm nước nặng như đá tảng cả người linh loạn choạng như lá trúc gặp bão tay linh lạnh cóng các đầu ngón tay mất cảm giác cánh mũi chảy nước ròng ròng vì gió lộng linh hì hụi dồn hàng hóa vào hai thùng chất sau xe xe bò từ đỉnh dốc xuống không khác gì lao xuống vực có lúc linh nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể để trôi đi trôi mãi vào không cùng. Lần nào cũng thế, lúc Linh bắt đầu trôi xuống đáy vực, thì tiếng con bé lại văng vẳng bên tai. Mẹ nhớ về sớm với em nhé. Nước sàn sụa trên mặt Linh, giấc mồ lúc nào cũng chịu nặng nước, mặn chát. Làm sao mà cứ giúp cái mặt vào chậu than thế, ngẩng mặt lên nào cười cái xem nào khách qua khách lại, cất lên một tiếng mời chào xem nào, cái con bé này lạ thật đấy. Kệ chị đào mắng xa xả, Linh vẫn cứ cắm mặt vào chậu than. Mặc kệ gió hồng học thổi thấp tháo và tấm bạc tre, mối bận tâm lúc này của Linh là lửa. Em cười cái xem có xinh không nào. Gã khách người thành phố má phinh phính xăm soi nhìn Linh. Linh cúi mặt vào chậu than đang ửng lửa, tránh ánh nhìn bỗ bã kia bỗng nhiên Linh thấy một bên dép bật ra khỏi chân. Linh hốt hoảng co người lại. Gã khách cười ồ ồ khoái chí lật ngang lật ngừa cái dép sách của Linh. Người đẹp mà đi cái dép sách thế này hả? Để anh hàn lại cho nhé. Chị Đào nhìn xéo sang. Em nó là gái có chồng rồi, cậu đừng trêu ghẹo kèo mà tội nghiệp. Gã khách càng có cớ nhìn xoáy vào mặt Linh. Em nói thật lòng mà chị bảo là trêu ghẹo gì, chị cho em số điện thoại của cái thằng tên là chồng để em nói chuyện. Trẻ thế này, sinh thế này, sao lấy chồng sớm thế hả em? Chồng đâu mà phải lọ mọ một mình cho khổ, về phố với anh không em? Chị nói thật đấy, chồng nó khen lắm. Đà mà con gái có chồng rồi khổ lắm, thôi em tha cho nó. Ờ, cái chị này, ai mạnh người ấy được mà, em nhỉ? Linh cơi lửa, chêm thêm than đám khách thành phố dặm điệu sao giống hệt nhau giá mà cho được một mồi lửa giá mà cháy thành than được có lúc linh thắt lòng tự hỏi sàng đi đâu liệu quân chồng linh đã ra tay gì với sàng linh nghe gã nói điều ấy trong một lần làm tình cao hứng Linh nín thở chờ gã phun ra bí mật ghê gớm, mà gã mới chỉ tiết lộ nửa kín nửa hờ, cho Linh phải chờ đợi phải thèm. Quân biết được điều ấy, gã sấp Linh dậy, mắt vằn đỏ, rồi gã ấn mặt Linh vào của quý của mình, bắt Linh làm bằng miệng bằng tay miễn sao cho gã khoái cảm. Gã thừa biết có hỉ hội trên cơ thể Linh thì cũng chỉ như làm tình với một con cái chết mà thôi, nên gã nghĩ ra cách mới để hành Linh. Mày có muốn biết tin thằng Sàng không? Cả lồng lộn, bắt miệng lên tay Linh giật liên tục. Mày có muốn biết thằng người tình của mày còn sống hay chết không? Mày có muốn biết? Đến câu hỏi lần thứ bảy thì cả mồm Linh sàn sụa cái thứ nước nhựa nhựa gây gây. Linh ôm miệng lao ra ngoài sân. Sau cơn khoái cảm cao trào, Linh vật người xuống giường ngủ như một con lợn vừa bị chọc tiết mặc kệ linh rúm gió cạnh gốc hoa đỗ quyên tiếp tục trận nôn ra cả mật xanh mật vàng Sàng ơi sàng ở đâu mấy hôm nay trời chở gió gió ùa về con dốc này ngày một dữ dằn hơn mái quán xô nghiêng xô ngả mấy cái cọc chống rùng rùng như có đậm đất cái quán nướng đầu dốc bù thành ra như mảnh mọt bám đầu con sóng dữ khi nào thì bỏ tan đây, để chẳng còn phải xúc mặt vào chậu than, chẳng phải nghĩ. Chỉ cần tan ra được. Linh đã nhìn đống phích vỡ vụn trên sàn nhà ngổn ngang đầu màu thuốc lá, nhìn cơn nóng giận kéo sạch xà cương mặt chồng mà ước mình cũng có thể tan vụn như đống phích ấy. Tan vụn đi rồi thì chả phải lo, tối tối quàng quầy thổ hàng lên đầu sốc chẳng phải bập bênh trên cái ghế nhựa què chân, buộc túm buộc to cái lều bạt, lo xó thấp. Lỡ xó có ọc xuống, lều bạt không còn đã đành, mà đến cả cái thân hình bé mọn này chắc cũng sẽ bị táp sạt vào đâu đó rồi. Thôi thì tan đi đâu thì tan đi cho xong. Khỏi phải bước chân về cái nhà, đã thấy bùm chiếu bùm chiếu khỏi phải gặp những cơn nôn lộn ngược cả ruột gan khỏi phải thấy bát đũa quăng khắp sàn đầu màu thuốc lá quăng khắp sàn cằn nhằn quăng khắp sàn ê chề quăng khắp sàn tan được đi đâu thì tan nhưng muốn mà không tan đi được linh nhất định không thể tan được mày bỏ tao tao bóp chết hai đứa này rồi tao cũng chết luôn hai đứa bé con thô lố mắt nhìn mẹ con em vẻ tay lau nước mắt từ mắt mẹ cho vào mồm mút thằng anh răng tay vụt bốp vào mặt em ai cho mẹ ăn mẹ con em gào lên thằng anh cũng gào lên linh cũng gào lên gào như một con sói hoang bị xa bẫy không cách nào vùng thoát ra được con nghe mẹ gào đổ nhào vào mẹ ôm chặt lấy mẹ chặt đến độ tay con đỏ từ Gia mẹ bị tay con bấu cũng đỏ sừ nhưng con vẫn phải bấu chặt hơn nữa cứ như thể nếu bỏ tay ra mẹ sẽ vỡ tan trong tiếng gào xé ruột xé gan ba con sói xa bẫy đổ gục vào nhau nát bươm trong đau đớn từ ngày này sang tháng khác linh cắm mặt vào chậu than nhìn hết lớp than này đến lớp than khác biến thành cho linh thấy mình cũng như tàn cho ấy thôi nhưng vẫn cứ phải cố sực lên mà nhen thêm chút lửa. Gió Gió như con ngựa hoang bị truy sát, hồng học lồng lộn, thở trên đỉnh dốc mồ. Mưa quất vun vút trên mái bạc. Chị đào chị tuyết thấy thời tiết xấu, ra sức cản. Nhưng Linh vẫn gồng gánh lên dốc mồ nhen lửa. Linh sợ một ngày đỉnh dốc mù không có lửa lúc ấy Linh cũng chẳng còn gì mà chờ đợi nữa. Dựng xong mấy tấm bạt quê quanh quán, Linh lập bập nhen lửa. Lửa lóe lên rồi lại tắt phụt, gió hung hãn giật tấm bạc buộc lòng tay quăng vào mặt Linh. Vừa lúc lửa kịp lóe lên, sáng rực như một ánh sao băng, cả đỉnh giấc mồ rừng rực cháy trong đêm tôi làm nghề hướng dẫn viên du lịch ở thị trấn Bạc đã hơn 10 năm. Khách đến đây mỗi năm một tăng, ai cũng hỏi thăm về dốc mồ. Một dạo, người liên tục mất tích ở dốc mồ. Chính quyền địa phương cấm không cho các tour du lịch dẫn khách lên trên ấy nữa. Có điều chưa ai giải thích được là đêm nào thị trấn cũng thấy lửa nhen lên trên đỉnh dốc mồ, nhưng khi đến nơi thì chẳng thấy gì hết chỉ nghe tiếng xó mẹ xó con than khóc rên xiết chỉ thấy mù lối mù trời người trước bước người sau không thấy lối hơi thở thào thào qua kháy mà không thấy người bà tôi sẵn đàn bà con gái đừng qua nơi ấy tôi không biết gì về linh thưa các bạn chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn thím thoải của hạnh lê qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hà phương chiều nay con cố gắng về sớm lên thăm mộ ông phương với mẹ tôi gật đầu dạ vâng rồi dắt vội xe ra cửa năm nào cũng thế cứ vào ngày dỗ ông phương hai mẹ con tôi lại chuẩn bị đèn nhang đi viếng mộ ông mẹ bảo ngày còn sống món ăn ông thích nhất vẫn là cơm nếp đùm trong chiếc mo cau mẹ cũng không quên vào bàn thờ lấy cuốn nhật ký đã vàng ố bỏ vào tay lại mẹ bảo ngày còn sống cuốn nhật ký này ông quý còn hơn cả vàng có lần ông suýt chết vì nó ấy là lần đánh đồn dốc miếu đánh xong rút về ông mới hay là mình đánh mất cuốn nhật ký thế là một mình ông mò trở lại trận địa ở cương vị chỉ huy ông vẫn biết là mình sai và phiêu lưu nhưng mất cuốn nhật ký thì đời ông còn gì nữa bao nhiêu năm tháng trận mạc buồn vui đời lính ông ghi lại vào đó cả Mẹ bảo chuyện đời ông buồn và tội nghiệp lắm. Mấy chục năm trời, ông xem đơn vị là nhà, đánh giặc là niềm vui, cố giấu một nỗi đau riêng kiêu hãnh và thầm kín. Ấy là năm 1956, làng cổ liễu bàn tán xôn xao chuyện đám cưới của Thiếu Ý Phương. Nhiều người kháo nhau, đây sẽ là một đám cưới to và đẹp nhất làng. Cô dâu là bí thư xã đoàn, đẹp và loại hiếm có còn chú rể thì tốt nghiệp trường lục quân hàm đeo thiếu úy cao một mét bảy mươi lăm người như gỗ lim mũi thẳng trán vuông mặt chữ điền thời chiến đám cưới không có gì là to nhưng đúng là thật đẹp đám rước đông như hội phương và thoải đi sóng đôi sau họ hàng cô dâu vận áo dài xanh ngọc cổ đeo kiềng bạc tóc thả dài tự nhiên chú rể mặc quân phục sĩ quan mới cứng đôi giày lính đen bóng cộm lên loang loáng lối đi bờ đê xanh rì cỏ cô dâu thoải đứng chỉ đến vai chú rể đám con trai con gái làng sầm xì ao ước đẹp đôi như phương thoải hôm ấy trời nhiều nắng lúa đang ở thì con gái xanh nhức mắt cò cũng về nhiều hơn mọi hôm bay trắng cả cánh đồng bầu vá phương trông thật nghiêm nghị anh có vẻ hồi hộp mồ hôi rịn ra lấm tấm trên màu da như đồng hun còn thoải thỉnh thoảng lại vấp tà sau chiếc áo dài ghim đầy hoa trinh nữ màu hồng phấn chưa bao giờ thoải thấy hạnh phúc như vậy thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn phương đi bên cạnh lòng hồ nghi như rằng đây chỉ là một giấc mơ tim cô nhói một niềm vui với ý nghĩ phương bây giờ đã là của thoải dường như đám con nít chăn trâu trong làng đang chế nhạo thoải trong số những gương mặt quen quen thoải nhận ra thằng lô con nhà bổng chúng nó xếp hàng dọc theo bờ đê và đồng thanh hô to hông vợ chài là hai vợ chồng thoải thấy mặt mình nóng gian, cô liếc nhìn phương thấy anh cũng bối rối thoải cảm giác là cả hai như đang bay lên cô khẽ nắm tay phương và nhận thấy tay anh hơi run đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của phương và thoải căn phòng cưới của họ đầy áp cổ cò, một loài hoa chỉ mọc ven bờ đê làng cổ liễu. Tuần trăng mật của họ đúng vào mùa trăng, đêm nào Phương cũng đưa thoải ra bờ đê. Dưới ánh trăng vàng rỡ, cánh đồng bầu vá như chìm trong xương. Tận phía bên kia cánh đồng có tiếng bầy vạc kêu xương thẳng thốt. Phương run run lần tìm cúc áo thoải. Mùi hương bồ kết từ tóc thoải thoang thoảng bay làm anh ngây ngất lúc này em mơ điều gì hả thoải nép vào vai chồng thoải bảo em mơ một đứa con trai con trai đi lính như anh rồi không về thì sao thoải đưa tay bịt miệng phương anh đừng nói gở năm tới em sẽ sinh cho anh một đứa con trai những ngày hạnh phúc qua mau như một giấc mộng đã đến lúc phương phải về đơn vị hôm đưa phương đi thoải may cho chồng hai chiếc áo mới cô cũng không quên gói theo một mo cơm nếp tám thơm để phương mang về đơn vị thoải đưa chồng đi tắt cánh đồng bầu vá nắng sớm mai đỏ rực ven bờ đê hoa trinh nữ còn say ngủ cả hai đều im lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng họ đi ngược con đường của ngày cưới thoải thấy tim mình nhoi nhói đau chiến tranh biết khi nào Phương về. Một người bạn thân của cô vừa mới có giấy báo tử. Đến đầu làng họ chia tay, thoải bật khóc nức nở. Cứ như có một linh cảm đau buồn nào đó làm rạn nứt trái tim cô. Như rằng sau cuộc chia ly này Thoài sẽ mãi mãi mất Phương. Âu yếm hôn vợ nhưng miệng anh méo sạch. Nước mắt Thoài mặn đắng trên môi anh. Thoải không biết sau đó mình về nhà bằng lối nào nữa. Cô chạy như bị ma đuổi, người tê dại. Một sự trống vắng ghê rợn xâm chiếm tâm hồn Thoải. Sau đó là những ngày chờ đợi. Căn phòng cưới cứ rộng ra, trống hoác. Đêm đêm Thoải ngủ trong nước mắt. Cô ôm chiếc gối của chồng để mặc cho lòng thổn thức. Tháng đầu tiên sau ngày cưới, Thoải lại có kinh. Đêm ấy Thoải khóc nhiều nhất thế là ước mơ của cô vẫn chưa thành chiều nào đi làm đồng về lòng thoải cũng tràn đầy hy vọng cô ghé ủy ban xã hỏi bác tá đưa thư có ai gửi gì cho mình không suốt mấy tháng dòng thoải chỉ nhận được một cái lắc đầu với câu nói động viên chắc là thư đang trên đường ra vài hôm nữa thì đến đấy trong đó nghe bảo đánh nhau dữ lắm niềm hy vọng chợt tắt lòng thoải bối rối Lá thư đầu tiên của Phương thỏa nhận được nó trong một ngày mưa rầm. Tim thỏi đập thình thịch. Mở lá thư tay cô run lên, dường như lá thư đã qua tay nhiều người. Nó mềm oặt đi và nhòe nhoẹt mồ hôi. Thỏi đọc ngấu nghiến như một người đói lâu ngày. Thư không để ngày gửi, đúng là nét chữ của Phương. Anh vẫn khỏe, đánh nhau hăng lắm, hết đánh nhau là nhớ em. Đi rồi mới tiếc sao không ngủ với em nhiều hơn, em cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Tiếp đó là những đoạn nhòe, thoải không thể nào đọc được. Dường như là Phương viết có ai đó ở làng trên đã chết. Đoạn tái bút. Em đã có gì chưa? Anh sẽ về, chăm sóc mẹ giúp anh. Ngàn lần hôn em, người vợ hiền trung thủy của anh. Sau đó những lá thư cứ ngày một thưa dần. Thoải đã chờ đợi trong héo hắt cô lao vào công tác đoàn thể, xem đó là một niềm vui. Đã đẹp, lại còn năng nổ giỏi giang, thoải tiến nhanh vù vù. Ở cuộc họp nào cũng được mời phát biểu, được tổ chức đánh giá là một cán bộ trẻ nhiều triển vọng. Thoải xa nhà nhiều hơn và cũng đi họp ban đêm thường xuyên hơn. Mẹ vợ kể năm đó mẹ đâu chừng 8-9 tuổi. Bà thường bảo mẹ cùng đi họp với thím thoải cho vui sau này thì mẹ mới biết ý bà muốn mẹ canh chừng thím đàn bà con gái đẹp hơ hớ lại xa chồng rất dễ xa ngã lầm lỡ nhưng đến cuộc họp đêm mẹ chỉ biết có ngủ khi nào họp xong thím lay dậy bảo về dụng thì mẹ lại thức dậy cùng về vắng chồng thoải càng đẹp ra cô rực rỡ như một bông hoa đồng nội đêm đêm thoải phải hai ba lần đi tắm cho dịu nỗi nhớ chồng. Trai làng nhiều đứa ớm ờ hay chặn đường thoại chồng gẹo. táo tợn nhất là thằng Lô. Lô bây giờ phát mã người cao lớn tồng ngồng. Thằng Lô hay bảo Thoải, nào, cho sờ tí. Thoải chửi, đổ con nít. Thằng Lô chỉ ngoay ngoái cái mông rồi nhăn mặt cười hề hề. Bước ngoặt đời Thoải bắt đầu từ hôm cô được lựa chọn đi dự đại hội chiến sĩ thi đua lần đầu tiên trong đời thoải được đi ô tô cô thấy cái gì cũng lạ hà nội thời chiến trong mắt thoải một cô gái quê vẫn cứ to đùng đẹp rực rỡ thoải thấy mình cứ bé nhỏ trước những con người lịch lãm và sang trọng kia lần đầu tiên thoải thấy mình không nhớ chồng trong bữa tiệc tối ấy cô có uống một cốc rượu nhỏ thoải chả biết đó là rượu gì chỉ nghe đầu lưỡi cay cay chua chua Đêm ấy trời Hà Nội mưa rất to, chiếc máng xối ngoài hàng hiên nhà nghỉ đổ nước cứ ào ào. Thoải thấy người nóng rực và bức bối đến kỳ lạ. Có tiếng gõ cửa lẫn trong tiếng mưa, thoải e rè rút then. Lấp lóa trong ánh chớp trời là gương mặt một người đàn ông. Phải một lúc lâu, thoải mới nhận ra đó là một vị cùng đoàn. Thoải không còn nhớ sau đó mọi việc diễn ra như thế nào nữa. Cô thấy đầu óc mụ mị, chân tay tê dại. Thoải thấy mình như đang bay lên trong ngày cưới. Chiếc áo dài màu xanh ngọc dính đầy hoa trinh nữ. Phương vừa khóc vừa gọi theo, nhưng không hiểu sao Phương cứ cắm cúi đi. Anh không hề ngoái đầu lại một lần nào. Thoải nghe loang loáng có tiếng hô đồng thanh của bầy trẻ chăn trâu. Hông vợ trài là hai vợ chồng suốt đêm ấy thoải khóc trong niềm ân hận. Cô để mặc cho những giọt nước mắt tủi hồ chảy đầm đìa. Dự đại hội chiến sĩ thi đua về được hai hôm, thoải nhận được tin chồng. Phương nhờ một người bạn viết hộ là anh đã ra Bắc, đang ở trại điều dưỡng E3 điều trị vết thương. Thoải tức tốc thu xếp lên thăm chồng. Từ nửa đêm cô đã dậy ra vườn nhặt mo cau và nhen lửa nấu cơm bần thần nhìn ngọn lửa nước mắt thoải chảy ròng ròng thoải thấy người trống rỗng cảm giác tội lỗi dày vò lòng thoải. thoải thoáng nghĩ đến một điều xa xôi như là cái chết nhưng thoải sợ thăm chồng về độ nửa tháng thoải thấy trong người hay choáng nôn khan và thèm của chua thoải biết là mình có thai mẹ vợ bảo năm ấy thím thoải độ chừng hai 26 lăm hai sáu tuổi tóc thím dài đen nhánh nước da trắng như trứng gà bóc khuôn ngực thay lầy cái độ chín của một người phụ nữ ngấp nghé ngưỡng cửa làm mẹ tin thím thoải có thai làm cả nhà vui như hội ông ra vườn đẵn tre để đan nôi cho đứa cháu hiếm hoi mà ông mơ ước còn bà thì ngày nào cũng tiếu tít thoải ơi con ăn gì bảo để mẹ mua ây già phải là kiêng cữ cho nhiều đàn bà chửa là cửa mà đấy rồi thím thoải bị động thai, máu ra nhiều. Nửa đêm ông chạy đi tìm y tá, bà thì chầu trực bên giường. Mẹ vợ bảo trong nhà chỉ có mình mẹ vợ biết vì sao thím thoải bị động thai. Buổi sáng hôm ấy, mẹ thấy thím lặng lẽ leo lên xà nhà. Từ trên cao, thím thoải bổ nhào xuống như một con chim bị đạn. Lúc ấy mẹ vợ không hiểu vì sao thím lại làm như vậy. Chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi dìu thím vào giường. Máu ra rất nhiều. Điều trị lành vết thương, Phương được phép về thăm gia đình. Anh dành ngày phép ngắn ngủi để chăm sóc vợ. Căn phòng cưới của họ lại đầy ắp hoa cổ cò. Suốt ngày Phương ngồi bên giường vợ, gương mặt thoải xanh sao, gân xanh ở cổ nổi phập phồng. Cô ăn được một ít cháo trắng, Phương bỗng ít nói hẳn đi ngày phép cuối cùng phương lặn lội đi thị trấn mua tặng vợ một mảnh lụa và mấy mét vải may áo quần sơ sinh anh tháo tấm ảnh cưới bỏ vào ba lô đêm mấy trăng cũng sáng như sau ngày họ cưới nhau không gian thanh vắng đầy ắp thứ ánh sáng trắng như pha lê có tiếng cười vọng lại từ bờ đê của lũ con trai con gái làng phương nghe rõ hơi thở nặng nhọc gấp gáp của vợ anh thấy cổ họng đau nhức bao ngày qua phương đã cố nuốt một vật đắng vô hình đã đến lúc phương phải nói anh hỏi vợ cái thai mấy tháng rồi dạ ba của ai vậy thoải bật khóc nức nở gương mặt cô phù ra dưới ánh trăng chỉ cần em nói là của ai anh sẽ tha thứ cho em giọng phương buồn bã nghe xa xôi như tiếng con vạc lẻ bầy kêu khan ngoài cánh đồng bầu vá thoải nói trong tiếng nấc em van anh hãy tha lỗi cho em ngàn lần em van anh em cắn rơm cắn cỏ lại anh thoải sinh con trai phương gửi về một lá thư dài kèm theo một lá đơn ly hôn trong lá thư Phương viết cho gia đình, anh cho biết đứa con Thoải sinh ra không phải là của anh. Cả làng cổ liễu bàn tán xôn xao. Có người cho là Phương ở bạc, người thạo tin thì sầm gì chuyện Thoải đi đêm. Cũng chẳng ai biết một cách tường tận sự việc thế nào. Sau ngày ly hôn, Thoải bị khai trừ khỏi đảng, bị cắt tuột hết chức tước. Thoải ấm con về nhà cha mẹ đẻ. Người làng ngày một ít nhìn thấy Thoải mẹ vợ bảo đời thím thoải xa sút lận đận từ đó thỉnh thoảng mẹ có gặp thím thoải đi củi người gầy heo hắt lắm nhìn mãi mới nhận ra mỗi bận như thế thím thoải hay kéo mẹ vợ sang một góc rừng kín đáo này dụng chú có hay gửi thư về không con dạ có mà ít chú có khỏe không dạ vẫn khỏe thím hỏi nhiều lắm mẹ vợ không nhớ hết rồi thím khóc hai con mắt đỏ hoe thím bảo đời thím thế là hết chỉ tội cho chú phương lỡ làng mẹ vợ bảo mỗi bận ông phương về phép bà thoải hay thập thò ngoài hàng chè tàu có lần bà suýt bị chó cắn năm sau thím thoải đi bước nữa lấy thằng lô trong làng cũng là rổ giá cảm lại thằng lô hay rượu chè lại cả ghen nó đánh thím thoải ngày một mà đánh tàn nhẫn lắm nó cột tóc thím thoải vào chân chiếc giường tre lột hết áo sống vừa đánh vừa chửi rầm rĩ mày là con đĩ thúi nghe ông nói chưa phúc ba đời nhà mày mới được gặp ông đấy nghe tin này ông phương buồn lắm có bận về phép ông ra tận chợ chéo tìm bà thoải lúc đó bà đang đuối húi bán rau bất chợt thấy ông mặt bà đỏ bừng tim đập như thời con gái ông nói với bà con có khỏe không anh có chút quà này cho cháu im lặng một lúc ông thở dài nói thêm em đừng có cãi nhau với lô làm gì kẻo nó đánh nhiều mà đau hai người đứng giữa chợ nước mắt bà thoải chảy ròng ròng ông chỉ nói vậy rồi lại đi tan buổi chợ về nhà bà thoải lại khóc Đêm hôm ấy mẹ vợ thấy bà đứng thập thò bên hàng chè tàu, tay cầm một gói quà. Nhác thấy mẹ vợ, bà thoải nhau ra khỏi chỗ nấp, giọng thầm thì. Này, Dũng, mang cái này vào cho chú Phương giúp thím. Mai chú đã đi chưa hả con? Dạ, con nghe nói là Mai đi sớm. Mai, mi đừng nấu cơm bếp, để tao bới cho chú nghe. Bỏ được thằng lô, thím thoải đi thêm ba bước nữa, nhưng bà không có lấy một ngày hạnh phúc. Thím suốt ngày quần quật ngoài đồng, người đen đúa gầy nhom, tóc cũng đã bạc nhiều. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn đen lay láy, sâu hun hút, nhìn ai như thắp lửa bập bùng. Năm 1975, miền Nam Giải Phóng, Thiếu Ý Phương ngày nào giờ đã là trung tá, ông vẫn chưa có gia đình. Rồi chưa kịp nghỉ ngơi, ông lại tiếp tục đi chiến trường ca. Niềm vui của đời ông là đơn vị. Cánh đính trẻ Tiếu Táo gọi đùa ông bằng bố. Người ông thương nhất là binh nhất Sơn, nó mồ côi cha. Mẹ Sơn còn rất trẻ và đẹp, thỉnh thoảng thấy thủ trưởng buồn, Sơn nghịch nửa thật nửa đùa. Hay là bố về ở với mẹ con đi. Xin báo cáo với bố, mẹ con ngày xưa ấy là hoa hậu đấy. Bố muốn ăn cơm lếp thì mẹ con nấu cơm lếp cho bố ăn. Thằng Sơn nói ngọng chữ nếp thành chữ lép. Nói là làm thật, bữa nọ hai mẹ con nó vào, chút nữa thì ông làm rơi cái chén. Mẹ Sơn giống thoải đến kỳ lạ, từ dáng đi cho đến khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sâu hun hút, những lúc vui lại nhấp nhánh cười. Lâu lắm ông Phương mới có một ngày vui như vậy. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó nhìn mái tóc búi gọn thành tó xanh đen trên bờ vai tròn trặn của mẹ Sơn, ông biết là mình chưa thể nào quên được Thoải. Thoải là tất cả những gì ông đã có và đã đánh mất trên đời. Rồi ông Phương mất năm 1984 ở chiến trường ca do bạo bệnh. Một tháng sau, mẹ vợ nhận được một gói bưu phẩm gồm có thư, cuốn nhật ký, bức ảnh ngày cưới ông Phương và một cuốn sổ tiết kiệm. Trong thư ông viết: "Dụng thương yêu của chú, chú biết mình khó có thể qua khỏi bệnh nên viết thư này cho cháu. Cuốn nhật ký là cả một đời chú, chú đã viết nó trong những ngày đau buồn nhất. Chú biết là mình không thể nào mang theo được. Bây giờ cháu hãy giữ nó giúp chú. Còn cuốn sổ tiết kiệm là chút tiền mọn mà chú cóp nhặt mấy mươi năm đi lính, không nhiều nhặn gì." nhưng với quê mình cũng là to lắm đấy. Cháu hãy giúp chú đưa cuốn sổ tiết kiệm cho thím thoải, để thím đỡ vất vả trong ngày già. Chú gửi lời thăm thuần và các cháu. Tái bút, chút nữa thì quên. Bức ảnh ngày cưới của chú giữ lại đừng gửi cho thím thoải làm gì, không khéo ảnh hưởng tới người khác. Còn cuốn sổ tiết kiệm chú đã ghi tên của thím rồi. cuốn nhật ký của ông phương rất dày dường như nó được đóng thêm nhiều lần và đóng rất khéo tôi mở trang đầu vẽ hình đôi chim bổ câu đang bay trang tiếp theo ngày tháng năm vừa đi đào công sự về thì nhận được thư thoải đang mệt bã người bỗng dưng thấy khỏe thoải bảo chưa có thai hơi buồn nhưng việc ấy thì vội thế nào được mấy thằng quỷ sứ đọc lén chúng nó cười chuyện kín của vợ chồng mình thoải ơi gắng lên nhé anh nhớ em vô cùng ngày tháng năm suốt mấy hôm trời vẫn không ngớt mưa thằng nào cũng nhớ nhà mặt nghệt ra như ngỗng giờ này em đang làm gì ở quê chắc đang vào vụ lúa chiều nay b hai chết ba đứa bao giờ anh mới được gặp em không biết có còn được gặp em nữa không cơ ngày tháng năm tại sao em nông nổi vậy hà thoải em bôi cho chát chấu lên mặt anh em giết chết đời anh rồi tại sao làm như vậy chứ cái thai đó là của ai nếu em nói rõ có thể là anh sẽ tha thứ ngày tháng năm mày đã thấy hà giận chưa bây giờ mày là thằng tự do thằng chưa vợ thì ra mày cũng làm như cái cách nhiều người khác từng làm. Thoải có lỗi hay không? Tại sao mình lại làm như vậy? Liệu mình có vội vàng quá hay không? Có phải ly hôn là cách duy nhất không? Thoải ơi, thế là anh đã giết chết đời em rồi. Cái thằng người ích kỷ trong anh đã đẩy em vào con đường cùng. Tôi lật trang cuối đề ngày 22 tháng 3 năm 1984. Trước ngày mất hai hôm, ông Phương viết. Càng có tuổi, anh mới hiểu cái quý nhất trên đời là vị tha. Yêu em, nhưng anh đã không làm được điều đó. Nhìn em khổ sở, anh ân hận vô cùng. Mấy hôm nay bác sĩ bảo anh sẽ qua khỏi bệnh. Anh không tin. Anh chỉ tiếc không gặp được Thoài trong ngày chia tay này. Trước cái chết, anh hiểu là con người ta đã có biết bao nhiêu lầm lỡ. Điều ân hận suốt đời là tại sao anh không thể tha thứ cho em. Bây giờ mới biết hạnh phúc đời người là ngắn ngủi, đã thế anh còn không biết giữ nó, anh đã thổi em. Hãy tha thứ cho anh. Anh không giấu giếm rằng suốt những năm tháng đã qua anh chỉ có em, chỉ nghĩ về em niềm hạnh phúc lớn nhất của đời anh. Nhiều lúc anh nghĩ số phận chúng ta có thể đi theo một hướng khác nếu như anh biết những năm tháng qua em đã bị khinh rẻ, khổ sở đến thế nào. Điều đó khiến anh đau đớn, nhưng tất cả đã quá muộn. Hãy tha thứ cho anh, ngàn lần hôn em. Cuối năm 1999, tôi về quê dự đám cưới của Hải, người anh vợ. Trước khi đi mẹ vợ bảo con về nhớ ghé thăm bà thoải nhé cho mẹ gửi lời thăm bà ấy nhân thể mẹ gửi cho bà cuốn nhật ký này mẹ nghĩ là đến lúc bà thoải sẽ cần nó tôi gặp bà thoải trong ngày cưới của anh hải bà vẫn còn rất đẹp dù đã tàn tạ nhiều suốt đêm hôm ấy bà thoải chỉ nói chuyện ông phương thỉnh thoảng bà lại kéo chéo áo lau nước mắt bà bảo suốt một đời bà chỉ có ông là người tốt nhất nhưng bà đã để mất ông khi tôi đưa cuốn nhật ký tay bà run run bảo có mấy lần bà nài mẹ vợ anh cho bà mượn vài hôm nhưng dụng nó bảo chưa cho mượn được mân mê tấm bìa nhựa cuốn nhật ký bà hỏi mày đã đọc chưa hả cháu ông có hận mắng bà nhiều không Tôi cười bảo Bà cứ đọc đi rồi khắc biết Nắng đã lên Sương mù thắng chạp răng kín cánh đồng bầu vá Gió mụ mị thổi qua những vườn chuối Tiếng tàu lá đập trong gió sao sát Như những tiếng thở dài Xa tít tận trên cao Mảnh trăng muộn cuối năm nhợt nhạt Như một gương mặt người thiếu máu Chuyện ngắn Thím Thoại của Hạnh Lê Các bạn thân mến Một câu chuyện buồn nhiều ám ảnh Khởi đầu là đám cưới náo nức rộn rã của đôi bạn trẻ trai tài gái sắc Trung úy Phương và bí thư xã đoàn tên Thoại Kế đến là những ngày tháng xa cách đằng đẵng của đôi vợ chồng trẻ vừa mới quen hơi bén tiếng Rồi nhớ nhung hy vọng, rồi lo lắng phấp phỏng Điều lo sợ nhất về sự an nguy của người chồng may mắn đã không xảy ra. Nhưng một tai họa không kém phần khủng khiếp đã ập xuống cuộc đời của hai người. Đứa bé trai kháu khỉnh chào đời trong nỗi dày vò đau đớn của cả cha lẫn mẹ. Đi xa hơn những thăng trầm trong cuộc đời người phụ nữ nhan sắc hơn người, thím thoải khiến mỗi người không khỏi ngẫm ngợi về sự ứng xử trước mỗi biến cố trong đời. Quả là chẳng ai có thể dễ dàng bỏ qua trước sự lỡ làng đáng tiếc của người vợ yêu thương nơi quê nhà. Nhưng lạnh lùng, quyết liệt như ông Phương, rốt cuộc lại là tác nhân gián tiếp đẩy cuộc đời người phụ nữ ông yêu thương xuống bờ vực thẳm. Đau đớn nhất là khi tình yêu trong lòng vẫn đầy áp vẹn nguyên, mà mỗi giờ mỗi phút phải chứng kiến và hình dung người phụ nữ yêu quý năm xưa ngày một héo mòn tàn tạ. Không nhiều lời bình luận, cuộc đời bất hạnh của người phụ nữ thôn quê nhan sắc cùng chặng đường gian truân nhiều thập kỷ của người lính thời chiến là minh chứng thuyết phục cho những mất mát không gì đong đếm được của cả một thế hệ đã đi qua chiến tranh những khốc liệt trận mạc cộng thêm không ít quan niệm nặng nề ấu trĩ một thời về con người khiến cho nhiều số phận long đong càng thêm phần lận đận lòng vị tha và độ lượng là thứ thần dược diệu kỳ mà ở bất kỳ thời điểm nào cũng cần, đặc biệt là trong những thời khắc gập gành khúc khỉu của đời người. Có lẽ, đó chính là những tâm sự mà tác giả Hạnh Lê muốn gửi tới người đọc qua một chuyện ngắn nhiều dai dứt và rằng xé. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hải Yến mời các bạn cùng thưởng thức truyện ngắn Cô Quỳnh của tác giả Duan. Năm tôi học vỡ lòng, đến kỳ 2 thì cô Quỳnh dạy, thầy Hòa chia tay, cô Quỳnh gặp mặt, chán thế không biết Thầy Hòa có hai anh là liệt sĩ Chưa đủ 18 tuổi Đã nằng nặc xin đi bộ đội Lần nào khám sức khỏe xong Cũng mãi không có giấy gọi Thầy buồn Đập cái chân phải xuống đất Sao mày không thọt ở người khác Rồi thầy ở lì nhà Ngồi nằm đọc hết bốn tủ sách của bố Học xong như có ma làm Ngày đêm viết Đi tông chín tập giấy giang toàn chuyện tre làng Động Lâm chiến đấu ở miền Nam. Các anh bộ đội tạt qua thăm nhà hay tin tìm đến. Thầy hỏi có đúng không? Họ đáp đúng một nửa. Nửa sai là gì? Gặng mãi một người nói. Súng đạn, dũng cảm nhiều quá. Mà thôi ai chẳng nghĩ thế. Nói một cái ví dụ cho em đi. Thì nói mà chỉ biết nghe thôi nhé như thằng Hùng anh Minh nhà em nhớ chị Hoa chị Bình muốn trốn về một đêm với nhau rồi ra sao thì ra thế à thế cùng tiểu đội nói sai bọn anh chết không là liệt sĩ xã bố trí cho dạy lớp vỡ lòng đại Minh Hùng chữ thầy đẹp sau này tôi chưa biết ai viết đẹp như thế tay thầy cầm phấn như cầm bút lông viên phấn đưa sát bảng chợt vòng lên như cánh chim rồi là là lướt lướt chữ từng chữ hàng hàng hoa nở thầy đứng sang một bên xòe tay ngón trọ sát dưới dấu chấm cuối chúng tôi mê mồm méo tròn theo thầy rất khẽ đến từng đứa cúi xuống nhẹ nhàng tôi cảm giác thầy là ông tiên hiện hình chữ là bùa phép chúng tôi yêu thầy yêu tất cả những gì là thầy có lần lão thê ngồi hút thuốc lào với bố, bố khoe tôi viết chữ đẹp, lão cười. Học sinh thầy hòa thọt mà lĩ. Tôi đỏ mặt tí tai gào to, có cái mồm ông thọt đi. Vậy mà phải học cô Quỳnh. Bố bảo thầy hòa sang làm ủy ban xã. Cô Quỳnh vợ liệt sĩ, lại học hết lớp 7, dạy vỡ lòng là hợp lý. Tôi không chịu xị mặt, bố đừng có mà bênh mẹ giảng dạy, hai nhà đều là gia đình liệt sĩ nhưng cô quỳnh mới có ba tháng báo tử chồng mà trông khiếp quá mắt sâu hoăm hoắm gặp ngoài đường như là ma chơi xã cũng nâng lên hạ xuống nhiều rồi tôi vẫn ấm ức về cái ông xã chẳng biết cái quái gì bọn trong lớp cũng thế nhìn nhau là hỏi sao thầy hòa lại không dạy chúng mình nữa nhỉ cô quỳnh xấu mù chắc chữ cũng xấu thôi không phải cô Quỳnh đẹp. Tôi định nói tóc cô dài nhất xã, nhưng kìm lại được. Tôi còn tức hơn chúng. Thầy Hòa bảo tháng năm mỗi xã chọn một em viết thư báo công lên Bắc Hồ, còn ai vào đấy nữa? Tôi sung sướng, nhưng bây giờ cô Quỳnh dậy, tôi biết trông cậy vào đâu. Đúng là chữ cô Quỳnh xấu thật. Cô cầm hòn phấn như hòn đá, rằn mạnh. Cứ một chữ là một tiếng cạch, khó chịu bọn tôi buông bút ngả nghiêng trời chợt sầm sì bụi tre trước sân ngả xuống lớp nhập nhoạng rồi tối hẳn chả nhìn thấy gì nữa cô xuống kiểm tra mới vài đứa viết tối quá thôi cô cho nghỉ nhé cả lớp được thể như khỉ nhảy bàn nọ sang bàn kia nô đùa đấm đá mưa bắt đầu mưa thì trời sáng ra lại tập đọc mới chết bà còng đi chợ trời mưa cái tôm cái tép đi đưa bà còng chúng tôi gào lên cả tiếng đập bàn thuyền thuyền cô quỳnh bảo các em đọc nhẹ thôi cô nhìn ra phía con đường rồi ra hẳn hè ngó trước sau trời như cầm cả bể nước đổ xuống buổi trưa trời tạnh vừa đến giờ tan học tôi đi vòng đường gò trãi qua nhà thầy hòa tôi sẽ tâu với thầy về cô quỳnh Tôi sẽ bảo thầy cả lớp không muốn học cô Quỳnh. Thầy chưa về. Tôi ghét cái cổng tre vẫn sập. Cô Quỳnh dạy có được không cháu? Tôi đang cúi mặt phải ngẩng lên bà San, mẹ chồng cô. Cô... cô dạy được bà. Tôi định nói kiểu sẽ nói với thầy Hòa. Nhưng thấy cái mặt bà ác ác như mụ gì ghẻ nên không muốn hợp tác. Này, bà bảo thật nhé. Bà cú sát xuống tôi cái nón nhốt kín đi học thấy cô quỳnh thế nào về cứ kể với bà mùi trầu mùi hoi hoi khăn khẳn tôi vặn người bù một cái ra phía trước bà thích thì đến mà ngồi học còn nhà khó bảo bà tay chống lại nhìn theo buổi học hôm ấy chúng tôi được một phen khoái trí và kinh hồn giờ ra chơi như thường lệ cả lớp ra bãi đồi đầu hồi chơi ở đó tương đối bằng phẳng, cỏ êm, nhảy ngựa, rồng rắn lên mây, đánh khăng đều tuyệt vời. Nhảy ngựa vẫn là thích nhất. Từ xa, phóng như tên lửa, dậm đà phóc lên, ngã xô trồng đống, hồn hển mồ hôi. Ngựa quỵ phải tiếp tục làm ngựa. Người nhảy trượt phải làm ngựa, ngựa nhiều hơn người. Tiếng cười hò la không ra hơi, cô Quỳnh một mình trong lớp buồn quá, cũng mang len ra ngồi đan. Có lúc bọn tôi ngã xô vào cô, cô hốt hoảng, có bị kim đâm không, trời cẩn thận nhá. Đã chơi, ai còn cẩn thận, chúng tôi lại huỳnh huỵch la hét. Ô, nón quay chúng mày ơi! Đám nhảy ngựa tất cả làm người, tụ lại một vòng quanh như cái nón. Cái nón ngựa chậm chậm, rồi tít mù như bên dưới có vòng bi. Lúc đấy, hồi tao với mẹ bắt cua, nón mẹ lật xuống cũng tít mù như thế này sao không thấy gió? Thì trong núi gió thành dòng. Chúng tôi há mồm tròn mắt bình luận và xoay theo nón. Thật là một buổi siết trời biễn phí. Nón của đứa nào ý nhỉ? Của cái lanh. Đâu có. Nó có quai xanh cơ mà. Đây là quai dây chuối của cái hòa. Mấy đứa ghé sát mặt vào. Cái nón rõ vòng chậm chậm. Sao dưới chân trơn trơn. Rắn, rắn. Tiếng kêu thất thanh. Mấy đứa con gái nằm xuống chết ngất con rắn hổ mang to bằng bắp tay người lớn đang trườn ào như thác lũ. Nó chợt nghênh đầu, cái lưỡi thò ra thụt vào phì phì, rồi bất ngờ biến mất. Một cơn bão tanh tưởi ào ào. Ôi mẹ ơi! Tôi nhắm mắt lại, chết giấc. Tôi tỉnh lại, len lén nhìn cái nón, giờ đã úp xuống. Bọn chúng tôi mở mắt reo to. Không phải chết rồi. Nhưng bên tôi cô Quỳnh đang nằm, mặt tím tái. Đi gọi thầy Hòa, chúng tôi chỉ nghĩ được là thầy Hòa. Ba ngày liền, chúng tôi lại được học thầy Hòa. Sáng thầy đi ủy ban, chiều về dậy, chữ thầy vẫn đẹp, giọng thầy vẫn nhẹ, nhưng thấy khang khác làm sao. Bên dưới nói chuyện riêng, xì si xào, lẻ lưỡi. Lúc ấy con rắn quăng mình, sát mặt mày một cái kim thì như ti chớp, cô Quỳnh tung người lên chặn. Thằng rắn nhoàng luôn vòng quấn cổ cô. Cô gồng nghe đánh tưng một cái, rồi cầm hai cái rùi sắt cứ thế mà đâm vào mạch máu nó, chảy ồ ồ. Phép, làm gì có thanh sắt lúc ấy? À quên, hai cái kim đan. Một lúc thì con rắn hộc lên, lùi mất vào bụi. Tao thì nó leo lên cây chám cơ mà. Ừ, vào bụi sau đó trèo lên ngọn chám, có khi nó về gọi vợ nó ra ấy ngày thứ tư cô quỳnh trở lại lớp chúng tôi thấy chữ cô đẹp hơn giọng nói cũng mềm mại hơn hình như cô khác ra khuôn mặt thanh thanh đôi má hồng mái tóc dài mượt đến khoeo tôi nghĩ thế chắc chúng nó cũng thế nên chăm chú chả mất trật tự tí nào cô trò đều vui giờ học veo một cái đã hết một buổi cô trò đang say sưa thì bà San đến. Bà ngó nghiêng một lượt rồi ngồi phệt xuống cửa ra vào. Cả lớp tròn mắt, cô tái mặt rồi khẽ đi lại. Mẹ có việc gì thế ạ? À? Tôi chả có việc gì cả. Chị coi tôi là con mèo con chó hay sao mà để ngoài vườn từ suốt sáng đến giờ. Cô ngẩn người rồi cũng quay vào lục cặp. Cô quay ra. Mẹ ơi, con không khóa cửa, con nhớ lúc đi mẹ ngồi ngoái trầu trong nhà cơ mà lại còn lý sự à thôi không nhận thì tôi về trinh ơi là trinh mày sống lại mà xem vợ mày nói đối xử với mẹ mày như thế này đây này cô quỳnh chạy theo mái tóc không theo kịp để con đưa mẹ về không dám chị cứ công tác đi chúng tôi ra cô ôm lấy những cái đầu thời gian còn lại thật nặng nề cô cho chúng tôi tự viết. Trang giấy chúng tôi chập chờn hình ảnh bà San, y hệt cái mặt gì ghẻ. Về nhà tôi kể chuyện này cho bố mẹ bố bảo, cay nghiệt nhất cái làng này, ai chả biết. Sao cô Quỳnh không bỏ quách về quê mà lấy chồng, cứ ở cho bà ấy hành. Mẹ nói, thì vẫn đành rằng chú Trinh chú ấy chết rồi, nhưng mà anh phải hiểu cái tình, đâu như cầm cái kéo cắt xoẹt tờ giấy tình cái con khỉ tình cho người ta ngoảnh đi ngoảnh lại mình già khọm mà nó lấy đừng có mà nói như thế mẹ ghé vào tay bố thì thầm nhà lão thê đang muốn hỏi cô ấy đấy lão thê hơn được con cá mắm mặt tinh nhưng những mắt là mắt lão có hai món nhất là nói phét và đánh vợ lão có bảy đứa con gái bà vợ to mặc cái áo lúc nào cũng hở xốn đen như hàm răng vâu. Theo sau đàn bươm bướm suốt ngày, thế mà cũng thấy thơm, chịu ông. Thì bảo theo ai? Đần quá, ngủ in ít đi, đêm ra đầu ngõ mà nghe, chỗ nào có tiếng say lúa rội nước thì đến. Đấy là cái đám dậy vỡ lòng đấy, đảm bảo thả xuống một cái, không thằng cu, tôi làm con ông. Cô Quỳnh, tóc dài, mông rộng, lão thấy dạo rực nhưng sợ lén phén xã cho dân quân đến gô cổ lão vuốt ngực một cái bảo đám bạn rượu đừng xui dại thằng này lão là hàng xóm nhà tôi và cô quỳnh bố tôi ghét lão nhưng chả bao giờ ra mặt lão đến ngồi tiếp sổi cũng ba tiếng ấm trà ba lần đổ bã thuốc lào bố tôi hai lần vào bùm véo thường là lão nói bố ngồi hai chân lên ghế vặt sâu xuông thỉnh thoảng giơ cái nhíp lên nhìn lão đang kể chuyện hồi đánh khe xanh chú biết không lão kém bố tôi ba tuổi nhưng cứ thích gọi thế bọn nó súng cối súng máy hai chục cái vãi đạn xuống tiểu đội tao chết sạch chết mà còn kể chuyện tôi nằm giường thấy buồn cười hượm thằng cu nghe tiếp này còn mỗi tao với một khẩu a cao rồi chín viên đạn, hai quả lựu đạn, mẹ chúng nó vẫn bắn không ngừng lấy một giây. Tao nằm xuống trên xác mấy thằng bạn, nghĩ nát đầu, mình mà chết nữa thì về không biết nói năng với tiểu đoàn trưởng như thế nào. Tao bấm vào tai, máu chảy ròng dòng trên tay. Được rồi, tao suýt nữa thì kêu ra tiếng. Tao nói thầm vào tai mấy thằng bạn, mày hiểu, thông cảm cho tao, phải cho chúng nó câm họng. Tôi cười đau quả bụng, cười rung cả giường. Ô thằng cu này buồn cười nhỉ, cười chứ sao lại không cười, ông đi bộ đội ngày nào mà nói phét. Mẹ tôi nãy giờ ngoài hè đi vào nói, lão thề đuỗn mặt rồi hề hề, thì cánh thằng Hùng thằng Minh nó kể. Nó kể, cũng không kể như thế, ông bịa cũng bịa vừa vừa thôi. Lão trầm điếu thuốc há mồm rồi ôm ngực hù hụ Bỏ mẹ Sao hôm nay sặc thuốc lào Lão lào đảo về Nói thế phải tội Mà cái lão này hồi trước đâu như là đảo ngũ vậy Mẹ tôi chưa hết tức Bố giảng giải Không hẳn là đảo ngũ Mới đi khám Người ta thấy toàn thân lở canh lở càng Cho về chữa Đợt sau đi Nó sát lá han rồi tắm nước giải đấy Chính mẹ nó khóc Kể cái hôm truy điệu thằng Hùng Thật chả hiểu người hay ngợm nữa nhà lão và nhà cô Quỳnh, bà San, chung bờ rào Cúc Tần. Dặn Cúc Tần có một khoảng chó chui, sau bếp cô Quỳnh, sát đầu hồi nhà lão, lão hay qua xin lửa chỗ đó. Hôm nay lợp xong cái bếp, cô Quỳnh làm hai mâm cơm. Người giúp có bố tôi, lão thê, thầy hòa, và tôi đưa cọ cũng được mời. Mấy người vừa rửa giấy xong, đang ngồi chiếu hút thuốc lào. Cô Quỳnh bưng mâm cơm lên, má đỏ bếp lửa cô có ý kiến cảm ơn mời lão thê rót rượu cũng cảm ơn nâng chén lão liên tục nói mọi người tự nhiên gắp thịt gà cho từng bát cô quỳnh cau mặt lườm lườm đến bát thầy hòa thầy rụt lại miếng cánh nằm dưới mâm có vẻ căng thẳng hoạt động ăn ngừng hôm nay lão thê có chuyện chiến đấu mới nào kể cho nghe nhỉ bố tôi nói thôi thôi lão thê xua tay, ta chiến đấu mâm này. Nói chiến đấu, bà San lại kể chuyện, hồi mổ ma chú Trinh. Bảo lấy vợ quê không nghe, đánh đùng một cái, đưa cái côi này về, giao giá cưới hỏi. Chỉ hai hôm, con còn đi bê. Bà thấy con dâu thế nào, bố hỏi. Thế nào thì dân làng biết cả rồi, có mỗi một chuyện đẻ cũng rốt. Bây giờ có giỏi cũng chả làm gì thì cho cô ấy đi lấy chồng. Lấy ai, ai lấy. Nói ra bảo tôi cơ cầu, ai đời có tuổi có chồng rồi mà tóc cứ để dài như gái 18 ý. Bố tôi bấm sườn thầy Hòa. Thầy Hòa ra hiệu cho bố, bố bảo. Bà phiên phiến đi một tí, cô ấy làm cô giáo trả nhẽ váy trăng váy đụp. Chuyện nọ, sọ chuyện kia, xong bữa cũng 10 giờ đêm, cô quỳnh dưới bếp rửa bát xong đang cội đầu bà san xuống bảo nhanh nhanh mà đi ngủ tưởng bà lên nhà nhưng vẫn đứng nhìn cô quỳnh cúi tóc chảy dài xuống chậu mỗi lần dội nước suối tóc lại ánh ánh thơm thơm bà san vuốt ngực bất ngờ giật lấy cái ca cái này của thằng trinh không được dùng cô quỳnh ớ người đứng lên cả thân hình là tóc tóc nói hình như đã kìm lại đến hết mẹ hôm nay lợp nhà bụi bặm mẹ mệt mẹ lên nghỉ trước đi ạ à? mất ca cô quỳnh phải lấy cái bát tóc dài dày lược thưa lược bí xong thì đã sắp 12 giờ đêm cô bụi cho bếp đang khóa cửa thì lão thê sang cho tôi xin tí lửa đun tí nước sôi quấy tạm ít bột sắn uống rượu bây giờ tỉnh lại thấy đói Nhà hãy còn cơm thức ăn để em lấy. Cô vào, đang mở chạn, thì mái tóc kéo người ra sau. Quỳnh ơi, anh yêu... Đôi tay đang áp trên được cô, nghẹn nghẹn khó thở. Có gì đấy thân thiết, như anh Trinh vậy. Cô khụy xuống. Lão như cây chuối ngốp ập theo luôn. Còn làm gì nữa? Lên ngủ thôi Quỳnh ơi. Tiếng bà san như cái tát. Không, thật ra là cô Quỳnh tát lão thê. Lão đang luống cuống mặc quần, cái mặt phơi xa, lật trái, lật phải. Tôi ra đến cổng thì thầy Hòa đến, thầy rủ tôi sang nhà cô Quỳnh. Thầy nói thầm vào tay tôi, lúc thầy về, em đưa cái này cho cô Quỳnh nhé. Một phong bì dán kín, tôi cầm sơ lên, không có chữ gì. Lật lại mặt sau thầy bảo, chuyện bộ đội làng bình chiến đấu ở miền nam ấy mà sao thầy không cho bọn em đọc ạ à? thì cô quỳnh đọc trước kể lại cho cả lớp sau cô quỳnh đang ngồi với bà san ngoài chõng tre Hai thầy trò đến cổng đã nghe tiếng chó mèo thì phải loanh quanh lục cục chứ tôi nói trước nhà này mà có trò chó mèo ấy thì tôi sẽ báo xã cô nên nhớ là gia đình liệt sĩ hô một tiếng người ta sẽ đến trói ngay giam vào lò thúc mầm. Cô Quỳnh biếu máu, mẹ ơi, con không hiểu ra làm sao nữa. Tôi giật áo thầy Hoa, hay là về. Thầy nắm tay tôi bước thẳng vào. Bà San nhìn thầy quào quạo, đứng bụt dậy. Cô Quỳnh ngước lên, rồi cúi mặt. Tôi nhìn thấy hai mắt đỏ hoe có nước. Tôi ngồi im, thầy Hòa bảo. Cô việc luyện chữ cho lớp thế nào rồi? Ngày báo công sắp đến nơi rồi đấy thầy hòa lại hỏi tối qua sau đấy mọi người ngồi lâu không cô quỳnh sụt sịt rồi rõ tiếng khóc nín đi cô ơi tôi hoảng hốt ngoảnh vào bà san đang ngồi như tượng trong giường có tiếng e hèm ba tiếng ngắt ra rồi tiếng bàn ghế xua gà thầy hòa đặt tay lên vai cô quỳnh rồi thầy vụt đứng dậy chào bà san ra về tôi cũng chạy theo thầy luôn tối đi ngủ thấy cồm cộm túi quần tôi nhớ ra việc thầy hoài nhờ sang nhà cô lão thê đang ở đấy lão đang cúi đầu y như học trò bọn tôi bị phạt vậy bà san nói nhỏ nhưng giết giọng tôi cảm ơn anh hàng xóm láng giềng miếng trầu quả cau đèo xe đi chỗ nọ chỗ kia nhưng tôi cũng không muốn anh lò dò như thằng trộm nhà tôi đàn bà con gái phải cửa đóng then cài lão thê vẫn ủ rũ ngoan ngoãn đến tội nghiệp trò chết cái giống đàn ông ngồi lê lê lắm có ngày ăn đòn tôi hả hê nhưng nhìn mặt cô quỳnh lại xót cô chẳng có tội gì bà già này lúc nào cũng phức tạp chấn chỉnh tôi đủ biết bà nói lão thê lạnh nhạt với thầy hòa để săn cô lão thê được hôm nào đi đâu sẽ đút que vào khóa cửa nhưng như thế lão sẽ chạy sang nhà cô quỳnh mượn búa đinh không mình sẽ cưa ngậm cái cầu ao sau nhà lão cho cá vỗ tay một buổi cô quỳnh ơi ra em bảo cái này ạ à. tôi sốt ruột mà cũng là thông minh ứng xử tình huống cô ra cổng tôi nói thầm thầy hòa gửi cho cô cái thư tôi chạy ù về sung sướng làm cho thầy hòa là tôi sung sướng còn mấy lần nữa tôi làm bưu tá cho thầy hòa nhưng hỡi ôi bố bảo con có tội rồi tháng năm lớp vỡ lòng đại minh hùng nghỉ học mất hai buổi hôm ấy đi học về tôi nhảy luôn xuống bếp sụp cơm đang nhồm nhoàm thì có tiếng trên nhà có khi em bỏ ủy ban anh ạ à. ồ cả làng này chữ nghĩa mỗi chú xã trông cậy vào ai thì thế em mới phải bỏ ủy ban xin về lại lớp vỡ lòng. Thế còn cô Quỳnh, cô ấy xin thôi, có đơn đây này. Tôi bưng bát cơm lên, đứng đầu hồi sán mặt vào khe vách. Bố sơ tờ giấy lầm bẩm về quê à? Sao lại là bây giờ? Bà San chẳng còn được mấy năm nữa. Cô này làm sao ấy nhỉ? Không phải. Thôi, tôi với chú sang ngay nhà cô ấy. Bố và thầy Hòa đi, tôi lèn theo bà san đang nằm giữa nhà nghe tiếng chân người vật vã chu chéo nó đi rồi các người đuổi nó đi còn đến đây làm gì nữa quân chó mèo tưởng lắm chữ giặt một quân chó mèo đội lốt người tôi biết ngay mà giời ơi sao giờ bắt tôi phải sống với đám chó mèo này bà mệt ạ à? để con đưa bà lên giường nhé bố cúi đỡ bà vẻ mặt kìm nén ghê gớm bà bùng vằng đôi guốc cầy một đường trên nền nhà mẹ nghe tiếng chạy sang nói với bố và thầy hòa chuyện đã rồi hai người để tôi bố và thầy hòa về thầy hòa lùi lại bảo mẹ chị làm sao phải đưa được bà ấy lên giường được được yên tâm sao mặt mẹ bình thản thế hai hôm sau lớp tôi nghỉ học tôi là người thông báo tôi bảo theo lời mẹ dặn cô quỳnh đi chữa bệnh chúng hỏi bệnh gì tôi đáp thì bị nôn đấy sau này mẹ cứ than thở còn dại quá rồi tế cho không biết bao nhiêu lần hôm thứ ba thầy hòa dậy chúng tôi hỏi cô quỳnh thầy bảo bệnh cô sắp khỏi rồi được hai hôm thì lại nghỉ học lần này chúng nó hỏi tôi bảo liền bố tớ và thầy hòa về quê đón cô quỳnh dê dê chúng nó reo to tôi lo cô quỳnh không lên hôm đi mẹ dặn thầy hòa xin nhé. Một hai phải xin, còn chót dại, chuyện đời người đấy. Bố cũng hùa vào. Cấm văn vẻ viết chuyện để sau, bây giờ cho xong việc lớn đã. Tôi lờ mờ đoán ra việc lớn, khi thấy mẹ xếp rất nhiều bánh gai, trầu cau vào túi. Chuyến đi của hai người tốt đẹp, có cô Quỳnh cùng về. Bố được mẹ khen, tưởng ở nhà rùi đục, hóa ra cũng biết đường ăn nói. Bố định kể công nữa thì mẹ xua tay. Bây giờ như thế này, cô Quỳnh cứ ở tạm đây đã. Tôi và bố thằng Thanh xuống xã. Bố bơm xe, mẹ như chợt nhớ, kéo thầy Hòa ra. Tôi hỏi nghiêm túc, chú có yêu cô ấy thật lòng không? Dạ, em đã nói nhiều rồi, dù Quỳnh thế nào, em vẫn trước sau. Cô Quỳnh rơm rớm nước mắt. Bố bơm xe xong hỏi mẹ. Bà San khó lắm nhỡ đổi ý. Cái gì chả khó, muốn dễ, sang một hút thuốc lào với lão thê. Mẹ gắt, tôi bảo, lão thê chiều qua bị ngã xuống ao, sốt cao lắm, chả ai nói gì. Đám cưới cô Quỳnh và thầy Hòa đông nhất làng, có hai mươi sinh viên vỡ lòng phủ dâu phủ rệ. Bố tôi trưởng đoàn nhà gái, đúng ra là dịch lời bà San, bà thều thào nói không rõ, chỉ nghe được tôi thương nó tôi sắp chết rồi mẹ tôi làm trưởng đoàn nhà trai đọc một bài thơ lục bát tôi nhớ được hai câu duyên tình sớm muộn bền lâu vỡ lòng trung tiếng trầu cau chúc mừng chúng tôi trở lại học bình thường cô quỳnh dậy bụng đã to to về nhà tôi kể với mẹ mẹ bảo thì lấy chồng bụng phải to chứ cái thằng này đần quá nhà tôi bây giờ không có ông khách đến hút thuốc lào và nói phép nữa mỗi lần nhớ nhớ tôi hỏi bố bảo bị đàn bươm bướm bắt về rồi tôi lo tại sao tôi lại lo ông bị đánh Vừa rồi là chuyện ngắn Cô Quỳnh của tác giả Du An. Bối cảnh chuyện là nông thôn Việt Nam những năm chống Mỹ cứu nước. Những người đàn ông ra trận hết, còn lại bà già, trẻ nhỏ, phụ nữ, trong đó có vợ liệt sĩ. Những người đàn ông yếu sức khỏe hoặc đớn hèn. Chuyện xoay quanh nhân vật chính, cô Quỳnh, cùng nhiều nhân vật khác nữa như thầy hòa lão thê bà san tôi sự xuất hiện các nhân vật đi kèm nhiều tình tiết biến cố mở nút thắt nút xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu xung đột giữa vợ chồng lão san mối quan hệ của cô quỳnh với học trò với lão thê với thầy hòa chuyện làng chuyện xóm lan man nhưng thú vị và thực chất xa gần cũng là xoay quanh số phận nhân vật chính cô quỳnh các chi tiết khắc họa nhân vật không nhiều nhưng cũng đủ làm toát lên gương mặt tính cách từng con người một cô quỳnh chồng hy sinh ngoài mặt trận viết chữ không đẹp song có mái tóc dài chấm gót yêu thương trẻ hết mực từng xả thân cứu học trò bị rắn cắn một thầy hoa viết chữ đẹp yêu trò mến trẻ giỏi văn thơ sung phong đi bộ đội nhưng không đủ tiêu chuẩn vì chân bị thọt. Lão thệ cha của bảy đứa con vịt rời và bà vợ xô xè quen phét lác. Nhân vật bà San, mẹ chồng cô Quỳnh, cái nghiệt, chuyên ăn vạ, dần hát con dâu. Chọn dòng kẻ tôi, một học trò vỡ lòng, quan sát thầy cô ở mọi góc độ, bằng góc nhìn thơ trẻ, thô mộc trong sáng, có sự so sánh, dễ bày tỏ yêu ghét tự nhiên. bước tranh nông thôn thế kỷ 20 hiện ra chân mộc. Một nông thôn vẫn còn đó nét cổ hồ lạc hậu, một bà san xét nét ích kỷ trong các mối quan hệ của nàng dâu, một lão thề hàm có con dai nối dõi tông đường. Xong toát lên vẫn là một nông thôn ấm áp tình người, sống tối lửa tắt đèn có nhau, luôn vì nhau quan tâm tới nhau. Thầy Hòa, cô Quỳnh hết lòng vì lũ học trò làng. Từ đứa học trò cho đến người lớn, bố mẹ chúng đều hết lòng chăm lo vun vén hạnh phúc cho cô giáo Quỳnh, thầy Hòa.